Thông thường, mỗi phái võ đều có một bí kíp riêng. Bí kíp này chỉ được truyền thụ cho một hoặc một vài đệ tử giỏi nhất, có đạo đức và đặc biệt là trung thành tuyệt đối với môn phái. Võ phái Nam Tông mà chúng tôi có dịp ghé qua cũng không là ngoại lệ. Khi nghe chúng tôi đề cập đến bí kíp, người đàn ông này đã không hề giấu giếm và cho biết ngay. Ở võ phái Nam Tông của ông có một món binh khí khá lợi hại mà hiếm môn phái nào ở Sài Gòn có được. Đó là song thiết, và ông là một trong 6 truyền nhân vinh dự được sư phụ mình, cố võ sư Lê Văn Kiển, người sáng lập, đồng thời là trưởng môn đầu tiên của võ phái Nam Tông truyền thụ lại. Ông là võ sư Quan Vân Triều. Trở lại với câu chuyện của 60 năm về trước, cũng giống như những môn sinh này. Khi nghe thầy Tám Kiển, một trong những võ sư gian danh thời đó, mở lò dạy võ, chàng thanh niên trẻ Quan Vân Triều cũng hào hứng tham gia. Đam mê chịu khó tập luyện cộng với năng khiếu võ thuật, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi nhập môn, kỹ năng võ thuật của Quan Vân Triều đã phát triển một cách vượt bậc. Nhận ra khả năng võ thuật thiên bẩm của Quan Vân Triều, nên không lâu sau đó, võ sư Tám Kiển đã quyết định chọn ông là truyền nhân và mang tuyệt chiêu song thiết của bản phái truyền thụ lại. Là một món binh khí lợi hại vào loại bậc nhất trong giới võ lâm xưa. Song đến những năm đầu tiên thập niên 50 của thế kỷ 20, song thiết mới được giới võ thuật Sài Gòn biết đến. Và người có công du nhập binh khí này vào Việt Nam chính là thầy Tám Kiển của võ phái Nam Tông. Song thiết có hình dáng giống như hai sợi dây xích với tổng chiều dài khoảng 90cm. Mỗi dây có 5 khúc, mỗi khúc là một lưỡi dao nhỏ sắc bén. 5 đoạn dao này được kết nối với nhau bởi những chiếc khoen nhỏ bằng inox. Riêng lưỡi dao ở đầu song thiết được làm nặng và sắc hơn. Tuy nhiên, do yếu tố an toàn nên song thiết ngày nay không còn mang yếu tố sắc bén, có khả năng sát thương cao như lúc khởi thủy. Đây là cái món minh khí rất đặc biệt của võ phái Nam Tông. Tiện lợi của nó là có thể rất gọn để bỏ vào túi quần khi đi ra ngoài đường, đi xa, và có thể đánh cận chiến tập ra. Những cái này là những lưỡi dao bén hai bề, nhưng mà là chúng tôi tập thì chúng tôi không có cho bén để khi nguy hiểm. Và đây là độ sắc thương rất cao, và ngoài đầu này nặng hơn những cái bắt trong rất nhọn, mà để có thể là khi đánh có thể đâm xuyên qua người, có thể quấn đánh vào ống nguyện, có thể quấn cuốn vào cổ, và cả những binh khí dài của đối phương thể quấn được. Nếu mà khi mà ở một cái tầm cận chiến, khi ở xa thì rất dễ, nó thì tầm cận chiến có thể thâu vào và có thể đánh sát người của đối phương. Về kỹ thuật, song thiết bao gồm các thế loan, đâm, chụp dây, tung dây, chặn dây, hất dây, vừa đánh vừa xoay người từ trước ra sau và ngược lại, vừa đánh vừa xoay người tiến dần lên phía trước, vừa lăn tròn thân người vừa đánh. Khi lâm trận, võ sĩ đang chéo hai tay, vai uyển chuyển, loan dây bao bọc thân người để thủ. Lúc tấn công, song thiết với nhiều thế như tung dây, quấn lấy binh khí, hai tay song song đâm thẳng về phía trước theo bộ đinh tấn, tung dây chém chẻ từ phần đầu trở xuống, dùng bộ xà tung dây chém ống chân đối phương hoặc kết hợp với đá bay để thu dây về. Kỹ thuật khó nhất của song thiết là loan dây và thu dây. Khi loan dây, hai cánh tay phải luôn cặp sát hông, cổ tay thật dẻo, đường loan phải tròn đều, che kín thân người.
Chụp dây cần chính xác, khéo léo và nhanh gọn. Ngoài binh khí đặc trưng song thiết, trong vốn tài sản của võ phái Nam Tông mà võ sư Quan Vân Triều đang gìn giữ, còn có nhiều loại binh khí cũng như tuyệt kỹ quyền cước khác. Về quyền cước có Tam Môn Quyền, Tứ Môn Quyền, Thập Bát Liên Châu, Lão Hổ Thượng Sơn, Ngũ Linh Quyền. Trong đó đáng chú ý nhất là bài Hầu Dương Quyền mà chúng ta đang xem. Được xếp vào dạng cương quyền, song võ phái Nam Tông lại áp dụng lối đánh theo nguyên lý âm dương. Tức là trong đối kháng, sử dụng lực của đối phương để đánh lại. Những đòn thế này xem có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chính vì lý do đó mà lúc sinh thời, cố võ sư Lê Văn Kiển cấm tuyệt đối các môn đồ của mình thượng đài. Về binh khí, giống như nhiều môn võ cổ truyền khác, Nam Tông phái cũng có đao, có kiếm, thương, gậy, vân vân. Cũng giống như người thầy đáng kính của mình, võ sư Quan Vân Triều cũng hiếm khi cho học trò của mình lên sàn đối kháng, mặc dù về năng lực họ có dư. Chứng kiến cách đánh, cách ra đòn một cách nhanh nhẹn và khéo léo của các môn đồ Nam Tông, chúng tôi nhận ra điều đó. Giờ đây, ở cái tuổi ngoài 60, không còn giữ được phong độ như thời trai trẻ. Song không buổi tập nào của các môn đồ, võ sư Quan Vân Triều vắng mặt. Ông đến để nhìn, để ngắm và để tin rằng ông không phải là truyền nhân song thiết cuối cùng của võ phái Nam Tông.